Ninh Thuận, một phó chủ tịch phường tự vẫn trong nhà hàng bỏ hoang do mâu thuẫn vợ chồng. Sáng ngày 22 tháng 11, cơ quan điều tra công an tỉnh Ninh Thuận cho biết qua điều tra ban đầu, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bảo An, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tự vẫn bằng thuốc ngủ tại một nhà hàng bỏ hoang lâu năm ở cuối đường ngày 16 tháng 4. Sáng ngày 22 tháng 11, đông đảo người thân, ban ngành phường Bảo An đến tư gia viếng tang bà HTTTH, 36 tuổi, là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường này. Một cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân phường Bảo An cho biết bà TH vừa nhận chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Bà TH hiền lành, sống chan hòa cùng mọi người, không hề mít lòng ai. Vài ngày trước khi tử vong, bà TH có tâm trạng buồn bã, ít nói chuyện. Trước đó, đêm ngày 20 tháng 11, bà TH dẫn con đến một chung cư ở phường Mỹ Bình gửi cho mẹ bà và nói đi kiểm tra phòng chống dịch Covid-19. Sau đó, gia đình không thấy bà TH về liền đi tìm. Đến chiều ngày 21 tháng 11, người dân phát hiện bà TH nằm chết trong một nhà hàng bỏ hoang lâu năm, cách chung cư khoảng 300m. Theo cơ quan điều tra, bà TH tự vẫn bằng thuốc ngủ vì mâu thuẫn vợ chồng,